Sao ta, em thấy anh xấu à? Anh xấu mà anh đen mà anh ấy mặc áo vest em thấy giống đa cấp dễ sợ. Trời ơi. Rồi đến khi nào ổng mới cua em? Đâu em cua anh mà. Ủa? Anh định bao giờ thì ấy em vậy? Chào hai em. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Nguyễn Lưu Hoàng Quân. Năm nay em 31 tuổi. Em đến từ Phan Thiết. Và hiện tại thì em đang làm quản lý kinh doanh vùng Đông Nam Bộ của một công ty bảo hiểm. Là em ở Phan Thiết luôn? Dạ không, em làm việc ở Sài làm Gòn. Làm việc đây? Dạ. Sài Gòn. Thế còn em? Em tên là Trịnh Hoàng Tường Linh. Em 28 tuổi. Hiện là em đang là chuyên viên chăm sóc hàng cao cấp. Cũng là của một công ty bảo hiểm luôn. Nhưng mà khác với chồng em. Nhưng mà em có phải quê Phan Thiết không? Em gốc Hải Phòng. Nhưng mà em vào đây từ lúc em nhỏ rồi. Vậy thì sao mà các bạn lại gặp nhau ta? Hồi trước em có đi dạy Anh Văn. Thì vô tình một ngày đẹp trời thì có một cuộc gọi điện thoại tới cho em. Nói là chị ơi, em là bạn của Chính. Thì Chính là một học sinh của em hồi trước. Em muốn gặp chị để tư vấn về một cái gói tài chính gì đó. Chứ bạn nói rất là dài. Cái bạn đó mới hẹn em một quán cà phê. Thì khi mà em tới thì em thấy cái bạn đó với chồng em. Đó, thì hai người ngồi ở đó thì em tới trễ tắc tầm 30-45 phút. Thì tới đấy hai người mặt chồng vặt. Xong rồi thì em cũng kệ đó chứ sao. Tại vì em thấy là không quen biết chắc cũng không sao đâu. Thì ngồi nói chuyện, anh này cứ hỏi rồi trả lời. Như kiểu lúc đó là người ta đang tìm hiểu về em để coi sao. Thì sau một hồi nói chuyện thì anh mới nói là thôi bây giờ anh không bán bảo hiểm cho em nữa. Anh quyết định là anh sẽ mời em về làm cho anh. Tại vì em nói nhiều hôm nay em nói ghê quá. Bắt đầu từ đó thì em mới vô công ty của anh này làm. Dạ. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên của em về anh này là gì? Sao ta, em thấy anh xấu à. Anh xấu mà anh đen mà anh ấy mặc áo vest em thấy giống đa cấp dễ sợ. Trời ơi. Nhưng mà như vậy lý do gì mà đi theo người ta về công ty để mà làm trời? Anh ấy nói giọng rất là nhẹ nhàng là một. Cái thứ hai là em dạy 3 năm và em thấy em hơi chán công việc của mình. Và em cũng nghĩ là mình thử thay đổi công việc coi như thế nào. Nhưng mà Quân ơi, dạ, nếu như cái người phụ nữ đó không xinh đẹp như là vợ em á, lúc đấy thì em có mời về. Ừ, có mời. Dạ đương nhiên là khi mà chọn lựa ứng viên á thì cái tiêu chí của em cũng khá là khắt khe. Tại vì thấy cái cô này, thứ nhất cổ là giáo viên, cái cách ăn nói của cổ rất là khéo. Nhưng mà khi bây giờ cổ về làm chung với em rồi, dạ, thì lúc đó là em đã có tình cảm, có tình ý gì với cổ chưa? Dạ thực sự là lúc đầu tiên khi mà nhìn thấy cô đó là em đã có một cái cảm tình, cái ấn tượng rất là tốt rồi. Nhưng mà em chỉ nghĩ đơn giản là chỉ tập trung vô công việc thôi. Nhưng mà em là sếp trực tiếp của cổ? Dạ đúng rồi. Rồi đến khi nào ổng mới cua em? Đâu em cua anh mà. Ủa? Khi vô công ty thì anh này rất là nghiêm túc nhưng mà rất là nhiệt tình. Tức là em cảm thấy là đây là một người rất là sống rất là tình cảm. Cái xong rồi bỗng một ngày đẹp trời, vô tình có một bạn, em không biết bạn này là bạn nào hết. Hôm đó thì bạn kia bạn lại ngồi bên cạnh anh ấy luôn. Em thắc mắc là ở đây là ai vậy ta? Thế hồi sau giới thiệu thì bạn đó là cái bạn chia sẻ kinh nghiệm gì đó thôi. Em cũng kệ, em hôm qua ở chắc thì nó chia sẻ kinh nghiệm xong rồi thôi. Cái xong rồi đến vài ngày sau thì team em tổ chức đi Long An. Thì em bỗng le ló em thấy ở đằng xa xa anh này đang quạt lò. Bạn kia dậm dậm mồ hôi. Đó. Xong rồi nướng xong thịt. Thì mình ăn thì em ăn của em thôi, em đâu đút cho ai đâu. Bạn đó lấy thịt đút cho anh. Trời. Anh ăn có vừa miệng không? Anh ăn có ngon không? Hỏi hoài. Thực lúc đó là thấy rất là khó chịu. Em mới về nhà em mới nhắn tin cho anh này. Anh có bạn gái mà anh không nói cho em biết. Anh nói anh là người đơn thân, anh không có bồ đâu. Thì anh này anh mới nói là không phải đâu. Cái bạn đó là cái bạn mà thích anh. Thích anh cũng lâu rồi nhưng mà anh không thích. Thì lúc em mới nảy ra một ý định. Hay là mình cua ông này đi. Để con nhỏ kia cho nó khỏi quen mày luôn. Cái là em mới nhắn tin em cua. Em thì vô cùng dễ thương. Anh ơi anh ăn gì chưa? Rồi hôm nay anh có thấy mệt không? Rồi công việc sao? Tức là em cứ rủ rì ngày nào cũng làm như vậy. Thì bỗng một ngày đẹp trời em nhắn tin. Anh ơi hay là mình quen nhau đi, em thích anh rồi. Em nói thẳng như vậy luôn. Anh nói với em là để anh suy nghĩ. Thay vì người ta hồi trước là em cua ai là dính người đó, không bao giờ chật. Cho suy nghĩ mấy ngày. Trời, thay vì như người ta là suy nghĩ hôm sau hay hôm nào đi, 2-3 ngày em thấy cạn niềm hy vọng luôn rồi. Đến ngày cuối cùng là anh ấy chở em về. Trong là sao bực dọc em khó chịu. Kem ấy nói là anh có biết hôm nay là ngày gì không vậy? Kêu ông kêu là ừ thì bình thường. Thì hồi anh ấy mới kéo tay em lại. Cái xong rồi là quen đó. Là cái gì kéo đó ôm gì? Đúng rồi, tức là em ôm. Mà không nói gì hết. Không nói gì hết. Ý kiểu như em, mày hãy tự hiểu đi, tao đi để lại tao quen mày đó. Tao đã chịu rồi đúng không? Tao chịu rồi đó. Có phải là do em ém không? Cái em xài chiêu hay là thực sự là em đắn đo thực sự? Đầu tiên thì thật sự là em cảm thấy không hợp ngay từ đầu rồi. Nên em cũng nghĩ là cô này của tán mình cho vui thôi. Dạng như cô em chơi qua đường thôi đó. Nên em từ chối thẳng thừng ngay từ đầu. Nhưng mà sau đó thì cô cứ nói thích hoài à. Nên thành ra là em mới kêu có khi nào thích thiệt hay không. Thì em bắt đầu em mới suy nghĩ. Em mới kêu là hay là thôi giờ không quen ai cứ quen đại đi.
rồi thử tới đâu tới khi nào bỏ thì thôi quen người khác đó. Em chỉ nghĩ vậy rồi. Coi như là cái kể từ cái ngày đó coi như là chính thức quen nhau đúng không? Hai đứa quen nhau được 2 tuần thì hôm nay em ở nhà em nhắn tin cho anh, anh định bao giờ thì ấy em vậy? Cái anh mới hỏi em là ủa em muốn ấy là em ấy thì sao? Cái sau rồi anh nói là ừ thì anh cũng định ấy em rồi, nhưng mà anh thấy là anh phải tìm cái dịp để anh ấy em cho nó đàng hoàng xíu. Lúc mà em hiểu ấy là như vậy em sốc không? Dạ cũng có sốc chút. Sốc nhưng mà đã đúng không? Đã đúng không? Trước khi ấy thì các bạn có gì đó hồi hộp ngùng không? Hồi hộp sợ không? Dạ sợ gì không? Lúc nào em cũng suy nghĩ chứ. Trời có khi nào bắt mình đổ vỏ hay gì không trời? Tự nhiên đâu thể nào người con gái họ chủ động được như vậy. Em cứ ngồi em nhìn cô em cười không à. Kiểu như khúc lãng mạn là khúc đưa cái mặt cho nhau rồi nè. Là hai đứa lại cười mà cái mặt anh mắc cười lắm. Thà là những người ta là người ta lim dim hay sao không? Anh chọn nhìn em như nào là em mắc cười gần chết luôn, em cười hoài. Lúc đó sao đâu Quân? Tại vì mắt của cổ rất là to nên thành ra em khi mà kê sát lại gần cũng cứ nói mắt em rất là nhỏ. Nhỏ hơn mắt cổ rất nhiều nên tiếng khi gần em cứ mở mắt ra em nhìn. Rồi bắt đầu cái gì tới nó cũng tới đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó bên bao lâu thì các em mới cưới nhau? Lại một câu chuyện rất dài dòng nữa hả? Rồi cái team của em có 9 người nhưng nó hứng lên cái mọi người nghỉ hôm đó chủ nhật. Cái có một con bé trong team em là ở Đồng Nai, nó nói là ở đây có một cái ông thầy lang, ông bắt mạch hay lắm. Cái bệnh gì em cũng biết hết á. Thì khi mà em với anh này vô khám thì ông bắt mạch cho em với anh này. Em thì ông kêu là ừ nhìn con là mặt là xanh xao rồi nọ, chắc thầy nghĩ là chắc con cũng khó con nha. Còn anh này thì ông kêu là chắc con cũng lao lực mệt mỏi nhiều nên là chắc con cũng khó con. Thành ra lại hai đứa phải rất là hoang mang. Cái em về em mới suy nghĩ, tại vì em là một người tuy là em suy nghĩ rất là thoáng nhưng em rất là coi trọng gia đình. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, hôm sau em mới đề cập với anh này là bây giờ em nghĩ vậy nè, bây giờ mình ấy cho nó có bầu đi, mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới, anh chịu không? Cái anh này mặt cũng giờ mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Thế là từ đó thì hai đứa cứ ấy khi nào có bầu thì thôi. Thì rất là may mắn đó là vài tháng sau thì em có bầu. Cái xong hai đứa cưới là đến tháng 11 năm 2017 là tụi em cưới nhau. Lúc đó là em đã có bầu được 4 tháng gần 5 tháng rồi. Sau khi biết có bầu thì ảnh là người chủ động cầu hôn em đúng không? Cái khúc cầu hôn là từ 1 tháng sau khi quen nhau rồi. 1 tháng sau là 14 tháng 2 thì gần đến ngày đó anh mới nói là em thích quà gì anh tặng. Cái em mới nói là bây giờ anh mua nhẫn cầu hôn em đi, từ nhỏ lớn em chưa ai cầu hôn em hết. Cái em cũng chỉ là một câu nói đùa vậy thôi. Cái anh cầu hôn em thiệt. Cầu hôn thiệt. Anh mua thiệt. Sao? Cầu hôn sao Quân? Dạ thì em chỉ nghĩ đơn giản là cô kêu mua nhẫn cầu hôn, tại vì vốn dĩ là từ trước giờ em cũng chưa có mua nhẫn để cầu hôn ai hết. Xong rồi sau đó thì em có nhờ một bạn pha chế trong đó làm một cái ly cà phê, trên đó có khắc cái chữ là Will you marry me. Cái will you marry me nó ghi sai chính tả. Trời ơi em đọc hoài, em muốn nhìn cái ly cà phê hoài luôn. Mà em là dạy anh văn. Anh này không biết là anh nói với cái bạn kia ghi sao mà ghi sai chính tả. Nhưng em không có dám nói, em sợ anh quê. Là anh có nói câu nào đúng rồi. Cái mặt anh cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, mắt anh cũng tròn tròn nhìn em rồi cũng đưa nhẫn rồi đeo thì em đeo thôi. Cái xong rồi đeo anh còn kèm thêm một câu. Anh kêu là mai mốt nếu mà em có lỡ mà em yêu thằng khác em chia tay anh á thì em trả lại anh cái nhẫn. Trời ơi. Quá thực tế. Đeo đeo nhẫn xong hai đứa ngủ uống cà phê, mỗi đứa ly nước uống xong rồi hết. Mà nói chứ cũng rất là lãng mạn đúng không? Đúng rồi. Cũng rất là hay. Chỉ có sai chính tả một chút thôi. Trong cái thời gian mà tụi em từ lúc quen nhau đến lúc cưới nhau á, có khi nào cãi vã, có khi nào chia tay nhau không? Trời ơi, một tháng quen nhau chia tay 880 lần. Trời ơi. Em chỉ cần nói một câu thôi là cũng cãi nhau. Cái thời gian mà quen nhau á, em có ghen không? Dạ có, tính em thì rất là ghen nhưng mà em ghen rất là đúng chỗ. Tại vì em có một cái yêu cầu thôi, có nghĩa là khi nhận lời quen em rồi thì đừng có đi chơi hay hẹn hò riêng với một người con trai khác. Em không cho phép điều đó. Nhưng mà cứ xảy ra hoài. Ủa kỳ vậy? Kiểu như là em nói dối quá nhiều lần rồi, em không thể nào em nói dối được nữa, em mới buột miệng ra lại cái miệng của em hạ em. Hay anh định vị em đi để anh khỏi phải thắc mắc là em đi đâu. Tại vì anh ghen quá nhiều lần và anh định vị em thiệt. Là từ đó trở đi là em mà có đi ở đâu là anh cũng biết hết. Nhưng anh này thì anh thấy đi với trai là anh ấy nghi ngay là em quen người khác. Ủa nhưng mà định vị sao biết là đi với trai? Ý là đang nhắn tin nói là đi ra nhà gì mà em biết nhà gì ở đâu. Cái bắt đầu em mở định vị ra em coi là nhà em với nhà cổ cách nhau tới hơn 10 cây số lận. Mà khi em mở định vị ra em coi thì thấy cổ đang gần nhà mình, cách nhà mình có 1 cây số à. Thế là em xách xe em chạy, em chạy ra tới định vị đó, bắt đầu em ngó quanh hết, em thấy đang ngồi ăn ốc với một bạn trai khác.
rất là tình tứ. Em chưa có làm lồng lộn gì hết, em lấy điện thoại ra em gọi, em gọi 5 cuộc không bắt máy một cuộc nào luôn. Em đứng nè, em đứng em chờ coi tiếp tục sẽ làm gì. Cái ăn ốc tính tiền xong, cái lên xe người đó chở đi, về tới nhà người đó luôn. Cái bắt đầu em mới lúc đó là em theo tới nhà luôn mà em hỏi là bình thường á, em hẹn với anh 9 giờ em đòi về nhà, em nói là bố mẹ em khó lắm, mà lúc đó 11 giờ đêm rồi, với một người con trai khác, em kêu em không chấp nhận được, em nói chia tay đi. Nhưng mà sao nên cuối cùng thì cuối cùng ở đâu chia tay đâu ạ? Tại sao, lý do, làm cách nào? Em không biết sao em nói hồi cái thằng ra là anh sai. Em khóc rồi em làm tùm lum tùa lưa, em nói lý lẽ sao rồi cái văn chương em nó lai láng sao rồi anh thấy anh sai anh xin lỗi em. Nhưng mà cái người con trai mà ốc với em á là ai? Là bạn bình thường thôi. Nhưng mà tại vì em là cái tính em nó hơi đàn ông xí, thành ra là em chỉ chơi được với con trai thôi. Chứ em không phải là em có ý vì anh đó hay sao hết. À, bây giờ còn định vị không? Dạ vẫn định vị. Là em có về gần tới nhà là em thấy là vừa mới định mở cửa là thấy anh đứng, đang bật đèn anh chào em rồi. Đứng ngay trước cửa luôn. Rồi các em là cưới nhau được bao lâu rồi? Hơn một năm rồi. Hơn một năm, dạ. Bé được bao nhiêu tháng rồi? Dạ tháng sau là được một tuổi. Rồi bây giờ là đại hội vạch mặt nha. Có bao nhiêu chuyện xấu thì tất cả ở đây ai cũng muốn nghe hết. Mời Quân kể trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Tật xấu thì em thấy là của mua sắm nó hoang phí. Tại vì em cứ dặn đi dặn lại là đã mua cái gì là phải dùng. Mà cái tính của cổ là thấy đẹp là mua. Bị cái bệnh là thích mua đồ lót. Mà mua đồ lót thường người ta đâu có cho thử. Cứ mua về xong cái về nhà bắt đầu mới mặc. Mặc xong cái thấy không vừa ý cái cất. Nguyên một ngăn tủ em soạn ra toàn đồ lót mới toanh không mặc luôn. Rồi cái thứ hai là rất là bề bộn. Em dọn phòng sạch bông vậy đó, cái qua ngày hôm sau lại bày rất là bừa bộn và em cứ la hoài à. Hoang phí nè, bừa bộn nè. Rồi còn gì nữa không? Khi mà cưới nhau về, tại vì lúc đó là vợ em cũng có em bé, cổ bị stress đó. Khi mà mang thai thì cái nhan sắc của cổ ngày xưa rất là đẹp. Thì khi mà có em bé rồi bắt đầu da nổi mụn. Rồi tóc bị rụng, bị hói hai bên đầu nè. Nên cổ cứ bị áp lực tâm lý là mình xấu đi rất là nhiều. Nửa đêm thì cứ khóc vậy đó. Em đi làm cả ngày thì rất là mệt. Mà về cứ thức đêm như vậy thì cả tuần mà cứ ngày nào cũng khóc vậy. Thì thật sự là em cũng bị áp lực và bị stress theo rất là nhiều. Tại vì rất là mệt. Như vậy chắc cái chuyện kia chắc không có được đúng không? Dạ hầu như là ngưng hẳn. Em không cho đụng hả? Không, cái vấn đề nó rất là sâu xa. 3 tháng đầu vẫn bình thường, nhưng mà đến tháng thứ 4 em cảm thấy cái người em thay đổi rất là nhiều. Thứ nhất là em mọc râu mà nó lơ tơ như này, là có thấy lăng quăng như này luôn nè, có râu luôn, mà lông chân mọc bên chân phải, bên chân trái không mọc đó. Cái giọng em nó ồn ồn, hồi trước giọng em rất là trong trẻo, là bây giờ em cứ gọi rap là nó kêu alo anh đang đứng ở đâu rồi em tới liền. Trời ơi là trời, là như kiểu em bị chuyển giới vậy đó. Đó trời ơi em buồn lắm. Chồng em là cứ nắm tay em rồi ôm ấp như người ta là cũng hơi rạo rực, em không có rạo rực luôn. Em đơ ra thế này nè. Còn khi mà chồng em là hết cách rồi, cái hai đứa ngồi coi phim ấy chung với nhau, em hay gọi là phim hoạt hình đó, thì em cũng đơ. Anh này thì ở bên cạnh làm thấy ghê lắm, rồng lộn ghê lắm. Còn em cái bên này nè, em không có cảm giác gì luôn. Mấy lần rồi em thấy anh ấy cũng hụt hẫng quá rồi. Thấy thương đúng không? Dạ thấy thương ghê luôn á. Tức là toàn phải đi tự xử thôi. Trời ơi tội nghiệp lắm. Là em thấy cái đứng trong nhà vệ sinh lâu mà ra mặt thỏa mãn là biết là chết lên chứ làm gì chồng. Trời ơi em biết. Nhưng mà rất là thương, nhưng bây giờ không biết làm sao. Giờ làm sao giờ? Em mới dùng tình yêu thương. Em mới nói vậy anh. Thôi tạm thời là 9 tháng 10 ngày này thì hai mình là tình đồng chí đi. Rồi mai mốt cái tình khác thì nó có sau cũng được. Anh đừng có ra ngoài đi với ai nghe. Em buồn em khóc đó nha. Đó cái là anh kêu anh hứa với em là em không có ra ngoài với con nào hết. Là tớ chỉ là cứ đi làm về là về nhà với vợ. Em rất là tin chồng em. Tức là chồng em rất là tâm lý là sợ vợ mình sẽ suy nghĩ này nọ. Nên là đi làm là về liền. Bây giờ còn giống hai thằng đàn ông không? Hay là coi như là nó cũng không còn được như trước nữa đâu. Nhưng mà ý là anh ấy rất là tâm lý ở chỗ này nè. Anh thấy em bị vậy và anh biết là em bị nội tiết. Anh mua sâm, mua sữa đậu nành, anh làm đủ trò để anh chữa bệnh cho em. Thì em cũng được cải thiện thật. Cái mụn trên người cũng bớt, rồi râu cũng rụng. Lông chân cũng rụng luôn, giờ chân em lá ngò không có miếng lông rồi hết. Rồi bây giờ tới phiên em đó. Tật xấu của anh ấy có gì không? Em thấy là vô cùng nhiều. Chồng em cứ buổi sáng mà em từ nhà vệ sinh bước ra ngoài là thấy một cái đống tròn tròn ở đây. Cái gì vậy? Là chồng em tụt quần ra để nguyên hình tròn đó luôn.
để nguyên những cái hình tròn như vậy luôn. Còn vớ thì một chiếc ở chỗ gần bình sữa của con, một chiếc ở trong cái hốc nào chắc chuột gặm hay tha gì trong đó đó. Có hôm đi làm còn mang chiếc này chiếc nọ tại vì không thấy cái chiếc kia. Nói chung là nó rất là lộn xộn. Với cả cái cách hai vợ chồng xưng hô nhau rất là mắc cười. Hai đứa thích thì bà với tôi, không thì bạn Quân với bạn Linh. Lâu lâu thì mày tao. Mày nhớ cái mặt mày nha mày, mày không có thương tao nha. Hay là nói chung là kiểu rất là ọc ẹo nhõng nhẽo rồi đó. Mà chồng em cũng vậy luôn. Rồi áo lụa của em cũng mang ra mặc luôn. Chồng em là cũng hay đi tiệc công ty là thấy áo lụa của em đẹp đẹp. Mà kiểu mặc kiểu Sơn Tùng MTP đó. Là cũng mang ra, em thấy anh mặc cái áo lụa em sao. Trời ơi em hốt hoảng, em kiểu anh có BD không vậy. Em rất là nghi ngờ về giới tính của chồng em. Nhưng mà ngoài những lúc đó thì chồng em rất là men. Rất là thương em, rất là đàn ông. Rồi bây giờ em mong muốn Quân thay đổi điều gì, Linh? Tức là đừng có làm cái hình tròn nữa, nó mệt. Tức là gọn gàng xíu. Gọn gàng. Với thứ hai đừng có la em nữa, la em hoài à. Tính em nó vậy rồi, bây giờ sao có la em. Ở nhà là ai kèo trên? Nói chung là cứ la qua la lại. Nhưng mà nói chung là bây giờ em rất là nghe lời ảnh. Tại em thấy là bây giờ càng ngày thì em càng thấy là em yêu chồng em nhiều hơn. Tức là chồng em lo cho em rất là nhiều thứ. Và chỉ cho em những cái mà em nên ghém ghém lại, em nên tém tém lại xíu. Thì em sẽ được người ta yêu thương và người ta quý hơn. Rồi, tôi Quân, Quân mong muốn Linh thay đổi điều gì? Tại em thì chỉ muốn Linh là tiêu xài bớt bớt lại xíu. Tại vì ở đây là hai vợ chồng cũng bắt đầu xây dựng một cái mái ấm và cần phải lo nhiều thứ hơn cho con á. Chỉ mong là tiêu xài đúng đúng mục đích. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Mà chị hỏi nè, hai con em là con trai hay con gái? Dạ, con gái ạ. Ừ. Con gái hả? Dạ. Thì chị nói em đừng thèm la vợ em nữa. Em hâm. Dạ. Đồ này mà bà mua không hết tôi lấy tôi bận. Là nó là vợ em sẽ phải điều tiết lại. Nói nè, tôi bận mà thiệt, con gái mà nó thấy con gái bà đó mà nó dạ. thấy tôi bận vậy nè, mà nó có suy nghĩ gì bà ráng chịu bận hết cho chị. Dạ. Thôi nói chung là mỗi bên sẽ bớt một chút xíu để ngày càng hoàn thiện hơn. Dạ. 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 Thôi thì bây giờ chúc hai em nha, mãi mãi hạnh phúc như thế này nha. Một vài năm nữa sẽ có thêm một hoàng tử. À. Dạ. Rồi, cảm ơn anh. Chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ vâng ạ, lần đầu tiên cho phép em xin gửi tới chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, khán giả trong trường quay cũng như khán giả trên truyền hình lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất ạ. Và em xin tự giới thiệu, em tên là Nông Thị Quỳnh Loan, em 30 tuổi, là cô giáo mầm non, quê em ở Lạng Sơn. Và hiện tại em đang sống ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Và bây giờ là em đang là cô giáo dạy ở trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ không ạ, em dạy ở ngoài Bắc ạ, ở ngoài Hưng Yên ạ. Nhưng mà em vào trong thành phố Hồ Chí Minh là lập nghiệp luôn chưa? Qua Tết vừa rồi em vừa mới vào đấy ạ. À, tức là mới vào. Mới vào thôi, bây giờ là đang ở đây. Bây giờ đang ở đây ạ. À, chưa đi làm đúng không? Vâng ạ, bây giờ em đang làm theo chồng nghề của ông xã em. Rồi mời ông xã. Vâng, xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Văn Long. Em đến từ Hưng Yên và hiện tại em đang kinh doanh tự do. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 28 tuổi ạ. 28? Còn dạ. đây là? 30. 30. 30? Vâng. Sao mặt trẻ dữ vậy? Mặt của vợ em trẻ lắm đó nha. Dạ. Có phải là lần đầu tiên em gặp cô gái này và em cứ tưởng là cô ấy là một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn, nhỏ tuổi mình rất nhiều và theo đuổi cô ấy đúng không? Ngày đầu tiên là vợ chồng em quen nhau là do một lần là mấy đứa rủ nhau đi bar. Cái anh ấy bảo là mày ơi tao có em này nhìn xinh lắm, gặp cái mê ngay. Xong rồi cũng cho xem ảnh trước. Cô bảo nhìn này bình thường, nhìn cũng được được. Thế em có gặp ảnh không? Dạ em có ạ. Nhưng mà buổi đầu tiên em gặp em không có ấn tượng gì nhiều đâu. Bởi vì lúc đấy là đi cùng với các bạn của em nữa ấy. Thì trong số những người mà đi cùng thì em thấy mỗi anh này là xấu trai nhất. Đen. Xong lại bụng bự nữa. Em chẳng có ấn tượng gì, em chỉ nhìn thấy mỗi lần như thế thôi. Bởi vì mấy anh kia là cao to và đẹp trai đó. Rồi tình cảm của các em bắt đầu nảy nở khi nào? Sau một thời gian là 5 tháng sau, em làm một mình thì công việc nó nhiều quá. Em có đăng status lên Facebook và chụp ảnh cái phòng ngủ của em. Đó, đợt ý ở trọ ngoài Hà Nội, cần tuyển nhân viên nam, nuôi ăn ở, lương tháng 5 triệu. Thế là vợ em cũng vào, anh ơi cho em xin một chân. À lúc là làm gì? Em tuyển làm nhân viên, làm kế toán cho em thôi. Nuôi. Nhưng mà là em vào em comment là em trêu ảnh rồi đúng không? Vâng ạ, bởi vì lúc đấy em đang làm mầm non ấy. Em cũng chỉ trêu anh ấy thôi. Tuyển nhân viên gì mà đăng một cái hình ảnh trong phòng
xong là giải cái chiếu hình trái tim lại có viết chữ I love you. Đâu, lúc mình đi mua chiếu ấy thì cái chiếu trúc người ta gấp vào mình không để ý. Mình không biết. Mình đâu có biết đâu. Thì lúc về thì mở ra nó vậy mà. Rồi cuối cùng có nhận không? Có chứ anh. Anh ấy nhận luôn. Hôm ấy em tuyển xong cũng không làm việc gì đâu chị. Từ lúc tuyển xong đến giờ chưa làm được một cái gì chị ạ. Thì cứ chỉ đi ăn với đi chơi thôi. Thì mình tuyển là ở cùng thì hôm sau là ở cùng luôn. Thì ở nhà mình chẳng nhẽ mình không làm gì. Mong gì cũng là lần đầu của em chị ạ. Em có thể chia sẻ cái lần đầu tiên đó. Vâng. Cái lần đầu tiên đấy thì em ngủ bên góc bên đằng này, chiếu bằng này, anh ngủ góc bên đằng chiếu bên đằng kia. Xong rồi đang ngủ anh lại mon men vào. Xong là cứ ôm, xong là anh ấy trèo lên người em. Anh ấy hôn xong em quay mặt đi, em không hôn. Anh ấy ôm em khoảng độ, cứ nằm lên người em khoảng độ tầm chưa hết được nửa bài hát thì anh ấy lại trèo xuống. Xong là em vô tình em đậm đến quần của anh ấy, em thấy ướt ướt. Lần đầu người ta, lần đầu ai chả thế. Em mới nghĩ mà là cái gì đàn ông kiểu gì mà chưa đi chợ mà đã hết tiền thế này. Xong đến khoảng mấy ngày gần một tuần sau cơ ấy, thì anh ấy mới bắt đầu lại mon men lại lần thứ hai. Mon men lại. Đến lần thứ hai thì nói chung là cũng hết được một bài hát. Thế bây giờ thì được bao nhiêu bài hát rồi? Vẫn một thôi chứ làm gì lâu đâu chị. Bây giờ bài lại kiểu bài liên khúc rồi gồm hai bài. Đấy, liên khúc. Như vậy là các em chính thức ở với nhau và cùng xây dựng công ty. Vậy thì em có góp một phần vốn nào với công ty anh không? Đầu tiên thì anh ấy bảo làm xong là em ơi, em đầu tư vào đây này. Thì mỗi một tháng em sẽ được 50% cái số tiền em đầu tư. Ôi em tưởng thật, em cũng đầu tư vào luôn. Xong là đến tháng em thấy chẳng thấy dậy việc. Đến tháng cũng không thấy tiền đâu. Xong em mới hỏi, ôi thế anh ơi, thì cứ tiền em đầu tư đâu rồi? Anh bảo là hết rồi, mất hết rồi. Là lý do gì? Công ty nói chung là cũng lỗ anh ạ. Lúc đấy một tháng đấy em ở đấy lúc cũng có tình cảm, cũng yêu rồi, thích rồi. Xong anh mà mất tiền thì em bảo là thôi mất rồi, coi như là của đi thay người. Đã thế thì mình cứ ở đây cho anh ấy nuôi béo đi. Bởi vì lúc đấy là em rất là gầy. 3 tháng em ở cùng thôi em bảo là chết rồi, ở như thế này thì lại không có tiền, mình chẳng có tiền tiêu gì cả. Em đi xin lại việc mầm non của em khoảng độ tầm 1 tháng thì anh ấy gọi điện. Em ơi, nói chuyện với mẹ anh nhá. Xong rồi mẹ anh gọi điện bảo là bác đi xem ngày rồi, tới này gia đình bác lên nhá. Bảo thế lời anh ấy để cho mẹ anh gọi điện nói chuyện với em luôn. Vâng, kiểu như phụ huynh thì mình không dám từ chối hay ý kiến gì cả. Rồi em đồng ý luôn. Thế là kiểu như phụ huynh lên rồi thì là em cũng bảo, ừ thì thôi cưới. Không đưa đúng cho rồi. Phụ huynh gọi điện như vậy là vâng. Chơi quá cao cơ. Vậy là được mấy năm rồi ta? Được 2 năm 4 tháng. Rồi bây giờ là 2 năm 4 tháng ở với nhau. Bây giờ các tật xấu của anh ấy là bộc lộ ra hết. Cái tật xấu của nhà em ấy thì là lúc yêu ấy thì anh ấy không bộc lộ ra mấy đâu. Tất cả là em cảm giác nó đều hoàn mỹ hết. Xong đến lúc lấy về rồi, ui trời ơi, anh ấy mới bắt đầu là ở rất là bề bộn. Quần áo là mặc xong là cứ vứt ở trên giường ấy, không thèm cất vào. Xong lại bảo ấy, cất đề, kiểu như ra lệnh ấy. Đấy, cả tật anh hay quên lắm. Vừa cầm điện thoại alo nhắn tin xong cái đặt xuống cái lại quên. Ôi em ơi, điện thoại của anh đi đâu mất rồi. Xong rồi cả cái nhẫn cưới nữa. Nhẫn cưới anh cũng không biết là anh tháo ra anh ấy để đâu. Bây giờ nhẫn cưới đâu? Nhẫn cưới là chỉ có em có, anh ấy không có. Ôi hay. Em bị rơi mất. Hôm đi làm nó nỏng quá, đi nó rơi mất. Thế còn có lăng nhăng với cô nào khác ngoài vợ không? Dạ, lúc em mới lấy về được khoảng 2 tháng ấy, thì em mới tình cờ em phát hiện ra cái cô bạn gái cũ của anh ấy nhắn tin bảo là anh nhớ em lắm, chúng mình làm lại từ đầu em nhé. Xong là em cũng buồn lắm. Xong em bảo là ừ thì nếu mà hai người mà cảm thấy đến được với nhau mà vẫn còn yêu nhau như thế thì chị sẽ cưới vợ hai cho anh Long. Em bảo như vậy ạ. Xong là thế là em cũng không nói chuyện với cô ấy nữa. Thế là tắt đi, anh ấy thấy em khóc. Sao anh mới vào, anh bảo làm sao? Ui dồi ôi, anh chỉ ngọt ngào với cái cô đấy để anh đòi tiền thôi. Sao em bảo chứ, thế cô ấy lại tiền anh mà anh phải đi nói là anh nhớ em lắm, chúng mình làm lại từ đầu á. Sao em bảo, ừ thì anh mật ngọt mà, để đòi tiền. Rồi bây giờ cái chuyện đó đã giải quyết xong hết chưa? Nói chung là... Xong từ hôm ấy rồi anh. Xong từ hôm đấy rồi. Bây giờ các em là đã có em bé chưa? Em chưa. Dạ, em chưa. Cái chuyện ấy có bình thường không? Có một đợt thì lấy về xong thì em ấy đi ra Hà Nội em làm, thì em cứ làm từ thứ hai đến thứ sáu là em về, tuần cũng chỉ được 1-2 lần thôi anh ạ. Mình vẫn mải làm việc quá, cũng không ở nhà chăm sóc vợ được nhiều. Nhưng mà chồng em là thường xuyên đi công tác không? Ngày trước thì cũng hay đi lắm. Đi xa như vậy em có sợ không?
Em có ghen không? À, em không ạ. Cái vấn đề để em lại rất là không sợ ấy. Bởi vì với vợ thì anh ấy còn chưa cảm thấy là cho vợ được cảm giác thì làm sao mà yêu được cô nào. Mà cô nào mà có yêu thì chắc yêu anh ấy vì tiền. Mà anh ấy cứ cô nào mà yêu vì tiền là một hai hôm là anh biết là anh nách luôn. Rồi bây giờ tới vợ em Long. Vợ em có thật xấu gì không? Vợ em à? Mỗi lần đi chơi là em cứ phải chậm với bạn bè khoảng nửa tiếng anh ạ. Xong rồi khi tức giận lên thì mày chả quan tâm gì đến tao cả. Nhưng mà lúc mình... vợ mày tao mình có bị tổn thương tủi thân không? Cũng hơi tổn thương nhưng mình thấy mình sai thật. Hôm ý là 14 tháng 12 năm trước là em có mặc bộ vest đi ăn uống với bạn bè. Vợ em cứ tưởng là mặc vest đi chơi với cô nào. Ăn uống với bạn bè xong thì điện thoại hết pin. Thế là đến 2-3 giờ sáng em về mở cửa thấy. Nói là mày chả quan tâm gì đến tao. Xong rồi nằm thủ thỉ khóc. Em cứ phải ôm xong rồi em xoa dỗ xoa lưng. Rồi bây giờ mong muốn thay đổi điều gì? Em mong muốn vợ em thì trang điểm nó nhanh lên một xíu. Cái việc gì mà cỗ bàn quan trọng mình là nhân vật chính, mình hẳn trang điểm thật lâu. Còn đâu là bình thường trang điểm bình thường. Còn những cái lúc nóng giận như thế thì suy nghĩ thì không nói như vậy nữa. Mình cũng thấy tổn thương. Thế còn em sao? Em muốn chồng em thay đổi gì? Dạ, em muốn chồng em thay đổi đó là biết hiểu và cảm nhận của vợ nhiều hơn. Ở gọn gàng sạch sẽ hơn ý. Mới cả đàn ông ấy, mình phải nói thì phải làm được. Nhất ngôn thì phải kiểu đỉnh. Nhưng anh ấy cứ nói xong anh để đấy. Mới cả em muốn anh ấy biết tự chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cứ vì anh ấy đi đâu hay làm gì, đi bơi cái gì em đi lấy cho anh đi. Anh ấy không muốn làm một cái việc gì hết ấy. Cứ cái gì cũng bảo em đi lấy cho anh đi. Bây giờ hỏi nè, em là 28 rồi. Dạ. Em là 30 rồi. Vâng. Là bây giờ em phải có con rồi đó, chứ không có chờ được nữa đâu. Dạ vâng. Đó, hai vợ chồng bây giờ là quy về một mối rồi. Thì bây giờ á, cả hai vợ chồng phải cùng nhau hợp sức để mà có con. Đầu tiên là về ăn uống nè, ăn uống làm sao để cho năng suất làm việc nó phải gấp đôi gấp ba, chị nói ví dụ vậy. Vâng. Chị nói ví dụ vậy nha. Rồi cái thứ hai nữa là còn nhiều thứ lắm, về tư thế, về kiểu như là kiểu dáng hay như thế nào đó để mà dễ có con nhất. Em hiểu không? Cái đó phải có tư vấn bác sĩ nha. Có tư vấn bác sĩ đó. Phải rồi, đang định thứ hai đi đây chị. Phải có tư vấn không thiệt, cái đó là nghiêm túc luôn á. Vậy bây giờ là phải tập trung cho cái chuyện mà chúng ta chuẩn bị đón thành viên mới. Với lại em phải chúc. Nếu mà chúc thì cũng được. Nhưng mà anh chỉ khuyên một điều. Nếu mà xong chương trình, tại vì em có một cái lỗi là mấn chiếc nhẫn. Thấy tôi không? Mà chưa bao giờ, chẳng bao giờ cầu hôn. Sau chương trình này là chúng ta nên đi đến một cái tiệm gì đó chuẩn bị lại chiếc nhẫn nghe. Thì rồi. Thì hôm qua em cũng có mua một đôi nhẫn. Thì hôm nay em xin trao lại cho chị xem nào. Giống không? Ôi, em mua lại một đôi mới. Một đôi. Dạ. Chưa cầu hôn thì phải cầu hôn, chưa đeo nhẫn thì phải đeo nhẫn, đúng không em? Đúng rồi. Hạnh phúc của anh là được ở bên cạnh vợ. Thành công của anh là được thấy em hạnh phúc. Làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Làm vợ anh nhé. Vừa tay không? Đàn ông. Có. Rồi. Ôi hay quá, không có được làm mất nữa nha. Rồi anh chúc cho vợ chồng của Long nha. Sau chương trình này về, các bạn sẽ yêu thương nhau nhiều hơn. Đặc biệt là đầu năm sau các bạn sẽ đón chào một thành viên thứ ba xuất hiện. Cảm ơn chị. Rất là phu thê. Chúc mừng năm mới nha. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Lời nói đầu tiên thì tụi con xin phép gửi lời chào đến cô chú cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Và nhân dịp năm mới thì tụi con kính chúc cô chú cũng như là quý vị khán giả một năm vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Trời ơi, thật quá. Con tên là Mỹ Hân, năm nay 25 tuổi. Công việc của con là nhân viên văn phòng trong ngành truyền thông quảng cáo. Bên cạnh đó thì con cũng đang kinh doanh khô bò online cùng với gia đình. Trời, số điện thoại nha. Ai cũng kinh doanh online hết trơn hết trời. Chị nghĩ em hợp với cái sản phẩm gì để chị? Để năm nay em làm cái thuốc rụng tóc. Thuốc rụng tóc. Ai mà tóc nhiều quá uống như cho rụng bớt. Rụng bớt. Rồi mời. Dạ, lần đầu tiên con xin gửi lời chào đến chú Thuận, cô Hồng Vân và toàn thể quý vị khán giả được xem chương trình. Con tên là Bảo Long, năm nay con 26 tuổi. Nghề nghiệp của con là con làm cảnh sát.
Trời sao mặt chị hình sự vậy? Nhưng mà cái lỗ mũi mà giàu lắm nè. Có khi nào mà đang làm cái chuyện qua kinh doanh á. À nói nghe nè, vậy là cái lần đầu tiên gặp nhau chắc đang vi phạm một cái lỗi gì đó. Dạ. Kinh doanh khô bò có gì đâu bắt người ta mà vi phạm. Bắt cười hết con. Không phải đi trên đường. Đi trên đường đâu chừng cái ngày đó là cái này là phải cứu, ví dụ phải như cứu. Là mỹ nhân đang đi ngoài đường. Đi giao khô bò. Gặp bọn cướp. Đúng không? Gặp bọn cướp. Hai đứa quen nhau trong trường hợp đó đúng không? Dạ đúng. Dần thôi. Con nói đi làm sao nè. Dạ thời điểm đó là lúc đó con còn là sinh viên thì con có kinh doanh, con rất là thích kinh doanh nên từ lúc con sinh viên là con đã mở một cái quán ăn. Thì tình cờ thì hôm đó thì anh này đến ăn. Thì anh này lần đầu tiên xuất hiện thì đó giờ con đều nghe mọi người nói là sẽ gặp một cái người nào đó giống như tiếng sét ái tình đó cô chú. Thì lần đầu tiên con gặp ông này là con cảm thấy giống như là sét luôn. Dạ con thích luôn. Vậy là cô đúng cái phần sau. Hai đứa gặp nhau một cái là chí tiếng điện chặt. Xẹt điện. Thì em cũng đoán là liên quan tới món ăn đó. Ủa nhưng mà là con mở cái quán ăn vặt hả? Dạ lúc đó con bán nem nướng chả lụi á cô chú. Wow. Dạ. Ổn vô không ăn? Dạ đúng rồi. Là con thích liền luôn. Dạ con. Ngay cái giây phút đầu tiên em con đang nướng. Con đang nướng. Cái con nhìn lên con thấy. Rồi con làm sao? Mà con có sắm xếp thích liền không? Con có thích liền không? Con thích bao không? Dạ có. Tức là lúc đang ngồi nướng. Là hai đứa là gặp nhau là thích nhau liền vậy đó hả? Ồ, vậy hả? Dạ. Ồ, vui quá ha. Mà bữa đó ăn nhiều không? Rồi bữa đó con có tính tiền đó không? Dạ, có tính luôn. Con tính tiền bình thường nhưng mà vui ở một chỗ là khi mà con thích, con gặp anh này á thì con tỷ quán của con là đưa menu ra xong rồi khách chọn rồi mới gửi lại cho quầy để bắt đầu làm. Thì ông này á, ngoài cái việc mà ổng chọn thì ổng còn vẽ hình này hình kia. Vẽ nữa hả? Vẽ mấy con này con nọ, vẽ trái tim đồ này kia. Ủa mà sao tự nhiên cầm viết ta vẽ vậy? Thích mà, thích nhỏ này. Vô là thích liền rồi. Cho nên kêu là gửi trái tim. Đó, gửi trái tim. Xong rồi cái con tưởng là lúc đó là con nghĩ là trời ông này đang thả thính mình. Chắc cái xong rồi cái con mới nhìn để ý ông này ăn hết một cái phần ăn rồi mà chưa chịu về. Cứ ngồi đó mấy tiếng đồng hồ. Gì? Ngồi đó mấy tiếng? Dạ đúng rồi. Ngồi đó bộ canh bắt tội phạm. Thì anh thì cứ ngồi hoài, con mới nói ủa ông này chắc đang cua mình hay gì. Mà xong cái những ngày sau đó thì cứ đúng là cái khung giờ là 4-5 giờ là cái giờ tụi con dọn hàng á. Thì ông này chạy chiếc xe Sachi á cô chú. Thì chiếc xe đó là tay côn. Là xe nẹt bô đó đúng không? Dạ đúng rồi. Chạy ngang qua cái quán họ nẹt bô. Cứ nẹt bô liên tục một tháng trời xong rồi. Những cái cô người, những cái người xung quanh bán hàng ở đó người ta nói. Mới đi qua nói con Hân ơi Hân, hình như cái thằng công an đang gù con đúng không? Mà con kêu nó đừng có nẹt bô đúng không vậy? Là anh, nó nghĩ là bà con đó là biết là ổng là công an đúng không? Dạ đúng rồi. Những cái người mà bán hàng xung quanh đó là tại ông này rất là ông này nổi tiếng ở khu đó, tại hay ra đó ăn đàn ông mà rất là thích ăn vặt. Cho nên ra ngoài đó là quán nào cũng biết ông này hết. Ê cái ngày Long, tại sao lý do gì ví dụ mình muốn chinh phục những người đẹp thì mình phải nói sao tự nhiên đẹp bô là sao vậy? Dạ con cũng không biết sao. Tạo chú ý đó. Ủa nhưng mà con thích, con cố tình con làm vậy để cho Hân nó để ý con đúng không hay sao hay dạ. Sao mà con cứ đi ngang con nẹt bô? Dạ chắc con làm giống như tiếng sét cái tình chớp chớp. Ủa nhưng mà con nẹt bô nhưng mà con có tắp vô ngang không? Dạ có lúc qua tắp vô nữa. Lúc thì đi luôn, lúc thì tắp vô. Nhưng mà cái bữa đầu tiên mắc thì con ngồi chỉ mấy tiếng đồng hồ vậy? Không, ngồi mấy tiếng đồng hồ á, ăn xong rồi còn ngồi lại làm chi? Dạ tại con thấy vợ con đẹp quá. Ngồi ngắm vậy đó hả? Đúng nhìn mắt thôi. Đúng gu luôn. Rồi cứ ngồi đó ngắm vậy đó. Ủa cái gu của con là gu gì? Dạ. Không nói đi. Nói phải nói bằng dạ, tướng tá làm sao rồi. Mặt mày sao, tính tình sao, gu con nữa. Dạ là người phụ nữ biết kinh doanh, biết làm ăn rồi nói chuyện lịch sự lễ phép. Hình dáng dạ. Sao hình dáng thì cũng quan trọng lắm tại bạn đẹp sẵn. Ừ. Vậy là gu con là da trắng đúng không? Ừ. Con phải là da trắng nè, đôi mắt đẹp đúng không, mũi đẹp nè, nó có nụ cười xinh đúng không? Dạ. Bao nhiêu cái đẹp là ông mong muốn hết rồi đó. rồi bao lâu thì mới tỏ tình với bạn? Rồi con có kêu đừng nẹt bô không? Con có gặp con kêu đừng nẹt bô như là bà con, cái nguyện vọng của bà con
con nói là ở đây bà con bán vốn quá, sao anh này vô hoài vậy, anh chạy xe bình thường đi. Rồi ông trả lời sao? Ông này đỡ anh, thôi vậy nữa anh bóp kèn. Trời ơi. Ủa nhưng mà là ngày đầu tiên là hai đứa có cho nhau số điện thoại không? Dạ thời điểm đó chỉ hỏi tên thôi rồi. Chưa có cho số điện thoại. Phải bao lâu thì mới... Khoảng 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày nữa tụi con mới trên Facebook nhau. Rồi xong rồi chừng nào con mới rủ con bé Hân đi chơi? Chắc cũng tầm tháng à. Tháng? Gần tháng. Bữa đó con rủ, bữa đó con rủ thì sao? Rồi nó chịu bỏ cái quầy thịt nướng đó mà nó đi chơi con không? Dạ chịu. Nghe ngày rằm. Cũng canh nghe ngày rằm chứ ngày bộ. Nghỉ mà. Ngày rằm nó nghỉ ba. Sao? Rồi con rủ sao? Kể con nghe thôi. Nay rằm thôi tụi mình hẹn hò đi. Mà hẹn hò tụi con... Ngày hẹn hò đầu tiên đi chùa. Vô chùa hẹn hò chung đó. Rồi sao? Sao nữa? Thì vợ con cũng thích ở trong thích đi chùa đi viếng này nọ. Thì tụi con mới bắt đầu hẹn hò với nhau. Bữa đó nắm tay không? Bữa đó nắm tay. Dạ chưa. Nhưng mà bữa đó là bắt đầu mới đi riêng, hẹn hò riêng thì là coi như là con còn lắm hơn nữa đúng không? Còn thấy yêu hơn nữa đúng không? Lại gần sát. Đúng không? Còn con cũng vậy đúng không? Bữa đó là coi như là rớt luôn á. Dạ. Thấy không? Bình thường thì chồng con á mặc đồ tại vì với cái nghề nghiệp của ảnh á thì ảnh mặc đồ rất là xòe xòa, hoặc là mặc như là mặc đồ rap, mặc đồ go Việt, mặc mấy cái đồ shipper á. Cái tới khi đi chơi thì anh này lên đồ nhìn đẹp trai quá. Có khoái nữa. Khoái nữa đúng không? Nhưng hai đứa đều thích nhau nữa. Đó, cái độ cấp độ nó tăng lên á. Rồi sao rồi bao lâu á thì là giới thiệu cho gia đình biết. Chính thức quen nhau á. Dạ thì tụi con á là bữa đó là cái sau khi mà đi chùa có kể chút xíu là lúc mà đi chùa thì anh này chia sẻ với con là anh này đi chùa bà luôn, là đi chùa thì cũng cầu xin có một người yêu, một người vợ như vậy. Thì ngay ngày con hỏi là ngay cái ngày mà anh đó cầu thì cái ngày đó cũng là ngày con đi chùa, nhưng mà con đi ở một cái chùa khác, con cũng cầu nguyện vọng vậy luôn. Tụi này nó sinh ra là để dành cho nhau rồi, nên tâm linh rồi. Cái con mới nói như này, khi nào tụi mình làm vợ chồng không? Hay là hôm nào anh dắt em ra mắt mẹ anh đi. Xong rồi anh này mới nói ok em, không có thành vấn đề. Nhưng mà tại vì anh đang sắp chuyển công tác nên anh phải đi học thêm 2 năm nữa. Thì em có chấp nhận là yêu xa không? Thì lúc đó con mới nói yêu xa là yêu làm sao? Nói là anh sẽ đi học tới cuối tuần thứ bảy nhật thì anh mới có được dù mới cho về. Thì em thấy làm sao? Nói em thấy bình thường mà có gì đâu. Bình thường em cũng đi bán mà đâu có thời gian đâu đi chơi với anh. Hai đứa con mới bắt đầu là tiến tới. Rồi là anh này mới bắt đầu là giới thiệu con với mẹ. Thì lần đầu tiên tụi con gặp mẹ chồng con á cũng là lúc ba mẹ con đi chùa. Gặp ở trong chơi. Là ba mẹ là chồng con chở con với mẹ chồng con đi chùa. Đi chùa luôn gặp. Dạ. Rồi mẹ sao? Chùa không? Gặp rồi mẹ có là mẹ hai có... mẹ con có ưng nhau liền không? Đó. Dạ khi mà trước khi mà con gặp má chồng con á thì là chồng con có nói về mẹ chồng con rất là nhiều. Lúc đó thì con rất là ngưỡng mộ một người phụ nữ quá giỏi cũng như là quá đảm trong cái công việc. Rồi nên con cũng ngưỡng mộ, nhưng mà cũng bên cạnh đó cũng hơi lo lắng sợ, tại vì những người giỏi như vậy thì họ sẽ rất là khó. Cái khi mà con tiếp xúc với lại má chồng con á thì trên sau cái buổi đi chùa đó về thì anh này mới nói là em ơi mới mốt em bớt lanh lại đi, tại vì hình như mẹ sợ em ăn hiếp anh. Mà về nhà mẹ có nói không? Mẹ có nói là con bé này nó lanh quá rồi chừng nó ăn hiếp mày á. Có dạ, có đúng không? Ừ. Lanh quá. Rồi con có thay đổi không? Dạ không, con vẫn như vậy. Nó buôn bán mà. Người ta dân làm ăn buôn bán mà. Nhưng mà thường á là khi làm vợ của công an á là xét về lý lịch dữ lắm á đúng không? Dạ đúng. Đúng thì rồi. Là có nghĩa là ý cô hỏi vậy là để giống như là tụi con qua được cái ải đó không? Có nghĩa là gia mọi đình thứ nó đều suôn sẻ hết đúng không? Dạ. Chuẩn hết rồi mới đăng ký kết hôn được. Đúng rồi đó, đó. Rồi bây giờ nè, hỏi tới cái này nè, rồi trong cái giai đoạn quen nhau vậy á, bà có ghen không? Dạ con thì ít ghen, có con ghen nhiều. Con ghen hả? Đó. Ồ. Ghen có nào mà thể hiện ghen không? Sao ghen sao con sẽ kể cho cô chú nghe, có một cái kỷ niệm này con sẽ nhớ suốt cuộc đời này.
là ngày hôm đó, thời điểm đó tụi con chỉ là quen nhau thôi, chưa có tính tới, nói chung là sắp chuẩn bị cưới nhau, chuẩn bị làm đám hỏi á, thì anh này á là ngay dịp Tết thì anh này đi nhậu với bạn bè. Ừ. Xong rồi cái anh này mới gọi con ra đón ảnh, nhưng mà ảnh nói là muốn mời con vô ngồi chơi với nguyên một đám bạn của ảnh. Thì trong lúc ngồi chơi vậy, tự nhiên mọi người đang vô vậy, cái ông này mới nói em hôn anh hai cái đi. Cái con mới nói là gì vậy cha, giờ này quá trời người luôn rồi, tôi hôn cái gì. Cái xong rồi cái ông này ông nói ông giận lên, xong cái con mới chở ông về. Trên đường về á, cái ông mới nói thôi em đi xuống đi để anh chở cho. Ông vừa chạy, tại sao em không hôn anh hai cái, tại sao em nhìn trai à, tức quá, đập bể cái đầu xe của con. Trời ơi, cái tay của ảnh hiện tại là có cái sẹo. Ồ. Là do cái vụ đó. Rồi có đền con. Trời ơi. Dạ. Qua sau đó có đền con cái xe không? Dạ, qua ngày hôm sau thì ra bắt chị dâu đền, tại chị dâu bán phụ tùng xe máy. Ủa dạ. Nhưng mà bữa đó là con không biết gì chứ đúng không? Dạ, lúc đó con cũng say rồi. Say rồi chứ là nóng lên đúng không? Dạ. Nhưng cái mà lúc đó con có sợ không? Cái tâm lý dạ. Cô biết nè, có nghĩa là bữa đó ngồi cũng có bạn bè nhiều đúng không? Dạ. Rồi con lâu lâu uống rượu cũng liếc thấy còn một số người cũng địa vợ mình đúng không? Rồi xong rồi là muốn cho mọi người biết đây là ghệ của tôi, người yêu đúng. Của tôi. Cho nên muốn đóng dấu. Đúng rồi, đóng dấu, cho nên là em phải hôn anh hai cái cho mọi người biết để đừng có dòm em nữa. Ai về à? Mà nhỏ này nó không chịu hôn đúng không? Cơn lên chứ bộ. Cơn lên liền. Đúng không? Mà có đúng nha, đúng như những gì cô Dân phân tích không? Dạ đúng. Đúng trời rồi. Hay quá chị Dân ơi. Thì chứ sao? Chị xoáy vào trong lòng, trong tim người ta luôn. Cái lúc đó hôn có một vấn đề, mình hôn bồ mình mà. Ừ. Mình cũng phải đóng dấu ngược lại ổng chứ. Nhưng mà cái lúc mà ổng đập tay, ổng đập bể cái đồng hồ của mình luôn, đúng không? Sợ. Con lúc đó con chỉ thấy ông này quá đáng quá. Xong rồi cái con thấy thương, tại chảy máu, tay máu nhiều lắm. Xong rồi cái gửi về tới nhà. Không, đó xéo xéo đó là cái bệnh viện luôn. Cái con chở ông tấp qua bệnh viện may. Xong rồi may lại cái tay. Nhưng mà con có giận không? Con dù con giận, con lúc đó con rất là giận, nhưng mà con nghĩ là chắc ông này cũng thương con quá nên ông mới hành động như vậy. Nhưng mà con đều suy nghĩ ra một điều là ngoài cái việc mà ổng như vậy ra thì chứ đang ngoài những cái việc khác ổng rất là tốt. Ổng giống như là một cái hạnh phúc mà con đang mong mỏi chờ đợi. Thì con lựa chọn cái hạnh phúc này. Nên con bỏ qua hết. Ôi trời ơi. Ôi, nói luôn thông điệp của chương trình rồi. Nói luôn rồi. Hay quá. Ổng là như món quà mà ông trời ông ban cho con vậy. Đúng đó rồi. Đúng không? Dạ. Sắp xếp luôn. Đó, cũng nhờ chùa đó. Nhờ chùa. Không? Rồi cái như là bữa băng bó cái tay đó là cái dịp nào vậy? Có trùng với dịp Tết, dịp lễ gì không? Dạ, ngay Tết là nguyên cái mùa Tết đó là cái tay xì cà que. Xong rồi về nhà đâu có dám nói với gia đình đâu, đây cũng là lần đầu tiên tụi con chia sẻ. Vậy là Tết năm ngoái đúng không? Hay là Tết năm nào? Tết của năm trước nữa. Tết tụi con lấy Tết, Tết, Tết năm nay là kỷ niệm 2 năm ngày đập đầu xe. Dạ đúng rồi. Là sau cái vụ đập đầu xe đó bao lâu thì làm đám cưới? Thì tụi con chỉ mới cưới nhau hồi tháng 10, hồi ngày 10 tháng 12. Thì tụi con mới cưới chưa được. Ủa là mới đây Dạ đúng rồi. Mới cưới chưa được 1 tháng luôn. Dạ. Nhưng mà quen nhau quá là 2 năm quá trời son rồi, trời ơi trời. Quen nhau mấy năm? Tụi con quen nhau 4 năm. 4 năm trời. Rồi trước đó hai vợ chồng có sống thử với nhau không? Thì nói này cũng hơi xấu hổ chút xíu. Không là... sao, kể đi, bây giờ là đã chính thức là vợ chồng rồi. Thì thời điểm mà quen nhau vậy á thì con có ông này đi học cuối tuần về, thì con mới ngủ này thôi qua nhà em ngủ đi, để về nhìn lâu lâu mới ở bên nhau vậy thôi, tối nay anh qua nhà em ngủ đi. Xong rồi cái ông này khoái cái qua hoài luôn, qua ở tới khi mà đám cưới luôn. Xong rồi cái vậy là lần đầu tiên của hai đứa là từ cái lời mời của con đúng không? Cười quá thì cười phải tí kìa Minh. Từ lời mời của cô gái bán bún nem nướng bé Hân, của bé Hân đúng không? Dạ. Cái lúc đó thì chưa đó chú, tại vì con là kiểu như là gia đình con làm ăn nữa nên ba mẹ con cũng tin dị đoan á, nên tụi con không có bậy bạ gì trong nhà hết á. Là chú đó là đi chỗ khác đúng không? Rồi thì mẹ của bên gia đình của chồng con á, là mẹ chồng con cũng kêu là thôi hai đứa qua đen ở đi, tại bên bển nhà cũng ít người á nên muốn tụi con về cho vui. Cái con suy nghĩ nè, trời ơi, thôi bây giờ ở nhà mình đi,
trước sau gì cũng cưới, mà ở nhà mình đi, mình giữ giá để mốt má chồng mình cưới mình đi vàng nhiều hơn. Thì là lần đầu tiên của hai đứa là ở một cái nơi khác đúng không? Dạ đúng. Mà trong một chuyến đi chung hay là một buổi tối nào đó? À... hay dạ. Là cái buổi tối băng tay? Dạ, cái lần đầu tiên của tụi con á là vào cái thời điểm đó là tụi con đi du lịch, đi Đà Lạt chơi. Thì ông này mới rủ con đi Đà Lạt hoài, xong rồi con mới nói ok anh đi Đà Lạt. Thì đi chơi xong rồi hai đứa con vậy á. Rồi, thành phố mộng mơ mà, phải vậy thôi. Trời ơi. Nghe nè, rồi cái lúc mà tỏ tình với cổ, cái lúc cầu hôn với cổ có lãng mạn không? Lúc cầu hôn thì... con thấy cũng lãng mạn. Con làm nhưng sao? Không biết vợ con thấy sao. Con làm sao lúc cầu hôn con làm sao? Dạ con có thông đồng với em vợ của con nữa. Thông đồng. Sao bí mật. Đãi vợ con đi ăn nhà hàng. Sau đó con mới vô trong phòng vệ sinh thay đồ. Thay đồ lên đồ diện lên. Giờ con kéo bong bóng đồ với bông hoa với nhẫn con tặng cho vợ con. Tức là kéo từ nhà vệ sinh kéo ra đó. Đúng. Giấu mà, giấu trong chồng mà. Rồi sao? Con kêu nhà hàng chỉnh cái nhạc nào mà chiêu chiêu xíu, như nhạc cha gì đó. Thì bữa đó hết nhạc. Cái con phải thế cái nhạc, mấy cái nhạc mà vui vui vô đỡ. Rồi cái con mới quỳ xuống cầu hôn vợ con. Không biết thời điểm đó vợ con có cảm động không? Đâu giờ Hân kể lại, ông tả lại đi cái hình ảnh lúc đó. Ông này kể là tới cái khúc mà quỳ xuống thì con thấy là lúc đó con mặc dù là thông đồng nhưng mà con linh cảm con không biết là đang làm vụ án gì, nhưng mà con phải diễn để cho ông này cái niềm vui cho ông diễn. Coi như là bất ngờ. Bất ngờ mà mình đã biết trước á. Dạ đúng rồi. Thì ông này quỳ xuống mà lúc đó này, cái nhà hàng đó rất là nhiều người, rồi mấy người đó người ta nhìn quá trời luôn. Ông này mới nói là em cứ đồng ý lấy anh không, mà em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Em trả lời lẹ đi, anh nhục quá. Cái con thấy vậy, anh đợi em xíu. Dán ngay. Cái ông giật tay con, ông đeo cho con. Nhận đó hả? Dạ. Ủa lúc đó ông mở nhạc gì cũng nhớ không? Ông mở cái nhạc gì mà con cũng không nghe nữa. Mà nói chung là cái không khí nó không phải giống như là lãng mạn như tụi con tưởng tượng. Nó hơi lãng xẹt xíu. Trời ơi. Nhạc hoạt hình mà cái kệ. Không vậy cũng vui dễ thương. Lẹ đồng ý lẹ lẹ đi, tôi nhục quá. Rồi vậy là mới lấy nhau. Ê, được tụi nó dễ thương quá. Mới lấy nhau được 1 tháng. Dạ. Ồ, đúng rồi. Quá luôn. Trời ơi, rồi sao? Nhưng mà rồi sống con... thử 2 năm đúng không? Dạ, sống một năm mà. Dạ, sống bên nhau một... đó, gọi là sống bên nhau đi. Không, mình dùng từ sống thử nghe nó ấy quá. Dạ. Nghe nó trần tục quá. Nếu vậy thì mình sẽ lấy cái thời điểm là lúc mà sống thử đi. Rồi con mới phát hiện Đăng Hưng nó có những tật xấu gì. Cho tới giờ luôn nha. Vợ con thì không có tật xấu gì nhiều. Mà cái mà con thấy có thể là trong lúc mà làm việc á, làm việc gì thì bà hay quạo lắm. Hay nóng tính. Làm bán mà. La người này quát người kia. Dạ, nhưng còn bình thường thì dễ thương, hiền lành với hai người khác. Rồi có quát con không? Dạ, bữa đó thì có luôn. Dạ quát luôn. Nhiều lúc mà bà ra bán là tính tiền lộn cái gì đó là hay quạo lắm đúng không? Dạ. Ví dụ như bán mà không được hay quạo. Đông khách cũng quạo lắm. Đông khách tại ra chạy không kịp á. Dạ. Ủa giờ quán là bán gì? Bán... Dạ con bán nem nướng chả lụa. Nhưng mà hiện tại thì con chỉ tập trung bán thịt khô bò thôi. Thời điểm đó là con làm sinh viên, con làm thôi. Rồi. Giờ là bán khô bò. Là hay rồi. Hay quạo. Nói chung là hơi nóng tính đúng không? Trong kinh doanh là hay quạo. Mỗi lần làm việc gì là tập trung vô là quạo lắm. Mỗi lần quạo rồi con có im không hay là cãi lại? Dạ, chắc cãi lại quá. Dạ. Hai đứa gây qua gây lại gì đúng không? Rồi còn gì nữa? Gì nữa? Dạ, con cũng không thấy gì xấu. Chỉ đó hả? Dạ, chỉ đó vậy thôi. Vậy đó hả? Coi như là không có cái... tức là không có mè nheo, không có nhõng nhẽo. Không có ghiền shopping đồ không? Ghiền sắm đồ á. Rồi bây giờ tới này cũng nè. Cũng không luôn. Dạ không. Kinh tế nhà ai giữ? Dạ dạ không giữ. Ừ, bà có siết chặt kinh tế không? Dạ không. Con chi tiêu bình thường. Dạ con thôi. Giỏi chi tiêu lắm. Thôi vậy là cũng không có gì xấu cả. Ngon lành. Vậy giờ con muốn vợ con thay đổi gì không?
Dạ con cũng không mong vợ con thay đổi gì hết. Dạ cứ vậy, con chỉ mong là lúc nào cũng yêu thương con nhiều hơn. Ôi rồi yêu chắc rồi. Trời ơi thấy nó nói chuyện dòm con mà mặt nó kỳ lắm, mắt nó kỳ lúng liếng mà say đắm ngộ lắm con. Rồi giờ tới con đó Hân, chồng con có thật xấu gì không? Dạ chồng con á, trong 1000 điểm tốt thì cũng có 100 điểm xấu. Thì ngoài những cái việc mà như là phải dơ bê bối thì chồng con rất là thích xây một hình, ở nhà hay xây một hình lắm. Rồi chồng con có một cái điểm là đi ra đường chạy xe, trong lúc chạy xe thì chồng con hay nói con quạo, nhưng mà chồng con nó chạy xe là quạo, như là thấy cái ông này chạy xe, sao ông này chạy xe ẩu quá vậy, ông có biết chạy xe không? Xong rồi thấy người phụ nữ chạy xe, mấy bà phụ nữ nè, mấy bà bành nè chạy xe kiểu vậy nè. Thì con thấy là Hay có nghĩa là hay sân si trên đường phố. Dạ đúng rồi, hay sân si trên đường phố, hay sân si với những người tham gia giao thông. Nhưng mà đó là do bệnh nghề nghiệp á, kiểu như nhiều khi chạy không đúng luật á. Có khi nào rượt theo không? Có khi nào rượt theo để mà cúp cắt đầu mấy cái đứa mà chạy như là chạy láo liếu không? Dạ không. Giờ chồng con thì nói vậy thôi, có con thì con rượt theo luôn. Con là con rượt luôn đó. Nóng tính mà, bé này nóng tính mà. Rồi còn gì nữa, chồng có thích ăn giặt không? Ăn giặt hồi nãy con có nói rồi. Đúng rồi. Không? Nguyên cái xóm đó là con ăn hết, không còn quán nào luôn. Rồi chừa qua rồi đúng không? Dạ chưa, không còn quán nào chừa. Thì đó, không còn quán nào chừa là thích ăn giặt đúng không? Dạ. Mà ăn giặt đâu phải tật xấu đâu. Chị cũng ăn giặt mà. Rồi. Thiệt. Rồi con mong muốn chồng thay đổi gì? Con hy vọng chồng con á, là chú ý về sức khỏe một xíu. Chứ cái lúc thời điểm con quen con thì rất là dễ thương, rất là ốm. Nhưng mà bây giờ thì hơi phì. Thì cứ bị mẹ chồng con cứ nói mà giảm cân. Thì con hy vọng là chồng con sẽ quan tâm đến sức khỏe, tập thể dục để giảm cân. Bên cạnh đó thì đi ra đường thì bớt sân si lại xíu. Tại vì con ngỏ ngoài sau á, lúc mà chồng con chửi người ta thì người ta nhìn con nghe. Chồng người ta không có nghe, nhưng mà con là người nghe hết. Con chỉ hy vọng vậy thôi. Còn ngoài ra thì chồng con rất là ok. Hay quá, gặp vợ chồng này vui quá. Dễ thương quá trời. Phải cảm ơn ban biên tập chương trình, và cũng là cảm ơn hai vợ chồng. Đầu năm mà các con đã mang đến một cái không khí, một cái không khí nó rất là vui nhộn trong trong cái chương trình Vợ Chồng Son. Và hy vọng rằng là những cặp vợ chồng tiếp theo, trong những tuần tiếp theo cũng sẽ mang thật là nhiều những câu chuyện mà nó vui tươi và nó tràn đầy năng lượng và tràn đầy yêu thương như cặp vợ chồng con mở hàng. Dạ, có cảm ơn chú. Con thôi đúng rồi đó, con chồng vợ con nó mong con giữ gìn sức khỏe là cô thấy cũng có lý đó. Tại vì 26 tuổi cái đường của mình nó còn dài lắm luôn á, đúng không? Nói với cái nghề của con á, mà kiểu như là mình ốm á thì mọi thứ của mình nó sẽ nhanh nhẹn hơn. Nó nhanh nhẹn hơn trong mọi trường hợp, đúng không con? Mẹ con cũng nói như chàng vậy. Đó đó, cho nên là thôi vợ nói là quá đúng rồi ha. Mà thật ra là cũng phải cảm ơn cái việc gọi là ăn vặt của ảnh. Nhờ ảnh ăn vặt, nhờ ảnh thích ăn cho nên mà ảnh mới gặp con. Thì đó thôi, gặp được vợ rồi thì thôi đó, bây giờ đừng ăn vặt nữa, bớt lại đúng không? Bớt lại rồi. Rồi nhân hôm nay nhân đến với chương trình Vợ Chồng Son thì không biết là các con có điều gì bí mật muốn dành cho người bạn đời của mình không? Dạ thì có câu chuyện con chia sẻ là chỉ vì cái hung hai cái thôi mà chồng con bây giờ có cái sẹo trên tay suốt cuộc đời. Thì trước mặt rất là cô chú cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi Vợ Chồng Son thì con sẽ hung lại chồng con hai cái. Ôi trời ơi, dễ thương quá, hung đi, hung đi. Rồi bên kia. Trời ơi, dễ thương quá. Ủa gì thôi đó hả? Dạ. Không gì cũng ngoại giao quá ha. Không gì kiểu là ngoại giao quá. Ôm nè, ví dụ như là phải ôm nhau siết chặt cái, xong bắt đầu mới là đấm đuối hung lên chồng. Rồi hung cái thì, thôi cũng được. Ừ đó. Làm lại là đi. Khán giả cũng như là các trai làng mà nhiều khi mà có thích con mà nó thôi không được rồi, không có mơ tưởng tới nhỏ này nữa, nó mê chồng nó quá rồi, thôi nghỉ. Hung vậy giống như là trả nợ quý thần. Đúng không? Đúng. Nè đó, thấy cái tay ảnh vậy nè, là ảnh kêu nè. Lại đi. Con. Làm lại cái kết thúc nào. Rồi. Đó ôm đỡ. Rồi, ok. Rồi xin chúc cho hai vợ chồng con ha, làm ăn phát tài, tất cả mọi việc đều như ý. Và riêng con trong ngành, chú chúc cho con thăng quan tiến chức và mọi việc thuận lợi như ý. Và sức khỏe nha. Rồi cô thì cô chúc con phải hết sức cẩn thận trong cái công việc, hiểu không?
phải có một cái sức khỏe thiệt là dẻo dai, phải thiệt là lanh lẹn. Dạ. Nha. Rồi.